Thực ra thì ngay tại lúc đầu mình niềng răng thì là lúc đó là mình đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Thì sau đó mình niềng răng khoảng được 2 tháng, chưa được 2 tháng thì mình chuyển công tác vào Đà Nẵng. Và khi mà mình vào trong Đà Nẵng rồi thì cũng sẽ có một vài lời khuyên từ ba mẹ và đồng nghiệp là khuyên mình nên chuyển vào trong đấy niềng để tiện cho quá trình đi lại. Kể cả khi là mình có vấn đề gì đó thì mình cũng sẽ dễ đến nha khoa ở trong đấy hơn. Nhưng mà tại vì là khi mà quyết định đến nha khoa làm việc ấy, thì mình cũng đã tìm hiểu sơ và hình ảnh qua mạng này, qua trên fanpage của nha khoa, xong rồi mình cũng thấy là sẽ có những cái ca mà mình cảm thấy là tại vì xem từ đó thì mình cảm thấy là mình có niềm tin và mình thấy sự thay đổi của các bạn ở đây. Sau đó rồi thì khoảng vài tháng đầu thì mình đến đây, xong rồi thì chỉ cần khoảng tầm 3-4 tháng là mình đã có sự thay đổi rồi, cho nên là mình thấy là kiểu giống như là mình đã tin tưởng vào cái sự thay đổi đó và đội ngũ bác sĩ ở đây, cho nên là mình nghĩ là giờ mình có đổi về trong Đà Nẵng thì mình cũng phải bắt đầu tìm hiểu lại từ đầu về một nha khoa như vậy. Mà nói chung là khi mà để mà đã có được lòng tin của khách hàng rồi á thì mình cũng không muốn đổi nữa, và là mình quyết định là mình cứ đi ra đi vào, miễn sao là cái kết quả đạt như mình mong muốn là được. Mình tên là Như Anh, mình 29 tuổi và mình đang sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng. Răng trước đây của mình thì sẽ hơi bị khô và khớp cắn không đều. Xong rồi mình cười thì cũng sẽ vì bị khô cho nên sẽ cười sẽ cảm thấy hơi hở lợi một chút. Là tình trạng răng trước đây. Bởi vì mình là người thường xuyên phải giao tiếp nhiều với lại khách hàng, cho nên là khi mà mình đi gặp nhiều người ấy, thì khi mà mình có nụ cười mà nó hơi bị hở lợi và răng tình trạng răng như vậy thì mình thấy hơi tự tin một xíu trong công việc. Còn trong đời sống thì tất nhiên là mình ai cũng muốn xinh rồi, cho nên là mình cũng sẽ hơi tự tin một xíu. Ca của Như Anh là một trong những ca điều trị khá đặc biệt của nha khoa Lạc Việt, vì bạn sinh sống và làm việc lại không phải tại Hà Nội, cho nên là sẽ gặp những khó khăn nhất định trong việc hẹn lịch tái khám cũng như là để các bác sĩ theo dõi cho tiến trình điều trị của Như Anh. Tuy nhiên không phải vì những khó khăn đó mà ca điều trị của bạn bị gián đoạn gì cả. Các bác sĩ vẫn rất là cố gắng trong việc lên cách điều trị phù hợp nhất so với lịch trình làm việc và đi lại của Như Anh, cũng như là luôn luôn cố gắng trao đổi với Như Anh nhiều hết sức có thể qua Zalo hoặc là qua các cái phương tiện liên lạc để giúp cho bạn có thể điều trị được suôn sẻ. Thậm chí trong những cái trường hợp mà có giãn cách xã hội thì các bác sĩ đã từng gửi chun và hội chẩn qua qua internet để có thể đưa được cho bạn phác đồ điều trị cho hợp lý và phù hợp nhất đối với cả tình trạng hiện tại khi mà bạn đang điều trị chỉnh nha. Chính vì lý do đó mà so với thời điểm ban đầu khi bạn được chẩn đoán là có hô răng, xương ổ răng và được cắm vít chỉnh nha, thì đến giai đoạn kết thúc khớp cắn của bạn đã khá là ổn định, đạt được thẩm mỹ như mong muốn và có một nụ cười đẹp hơn, tự tin hơn. Bác sĩ có khuyên là nên nhổ 4 răng và mình theo lời khuyên của bác sĩ nha, mình tại vì mình muốn đạt kết quả tối ưu nhất cho nên là mình cứ nghe lời khuyên của bác sĩ là mình nhổ 4 răng. Thực ra thì trước khi mình nhổ răng thì ai cũng sợ, mình cực kỳ sợ luôn. Nói chung là mình không có suy nghĩ là mình sẽ làm khác là bác sĩ cứ khuyên như thế nào thì mình làm như thế. Thì khi mình nhổ thì thật sự lúc nhổ không đau luôn mọi người, không hề đau một xíu nào luôn, và lúc mà đi về thì cũng không hề đau, mà mình cứ đánh răng bình thường cũng không có ảnh hưởng gì đến cái sinh hoạt bình thường của mình hết. Đối với mình thì mình cực kỳ hài lòng với lại dịch vụ nha khoa ở đây. Đội ngũ bác sĩ thì khi mà mỗi lần mình tái khám thì bác sĩ cũng rất là tận tình, rồi cũng tại vì là mình á thì là có thể là mình điều kiện ở xa nữa, cho nên mỗi lần đến thì bác sĩ là rất là hỏi han, rất là tận tình chu đáo. Các bạn lễ tân ở đây cũng vậy, và vì thậm chí là kể cả khi là mình tại vì mình ở xa cho nên lịch trình của mình nó cũng sẽ hơi khó khăn đến so với các bạn ở đây một chút. Thì khi mà mình có thể là mình hẹn lịch hẹn của mình nó không đúng ngày, nhưng mà khi mà mình hẹn thì các bạn vẫn cố gắng sắp xếp cho mình, cho nên là mình rất là thấy hài lòng về dịch vụ ở đây. Riêng về không gian trước ha thì mình thấy ở đây rất là xinh, rất là sạch sẽ, mát mẻ, nói chung là mọi thứ ok. Còn về trang thiết bị thì thực ra thì tại vì đối với những cái trang thiết bị mà để phục vụ cho việc niềng răng của mình á thì mình thấy khá khá là ok, và bác sĩ thì giống như là sẽ hỗ trợ hết mình, dùng dùng hết tất cả những cái gì, công nghệ hiện đại hay gì đó để mà chăm sóc cho khách hàng để mà đạt được cái kết quả tối ưu nhất. Nhưng mà khi mà mình cười như này từ hôm qua đến giờ, sau khi mà tháo niềng xong á là mình cười cười hầu như là cười cả ngày luôn á, đi đâu cũng cười cười, xong rồi chụp hình khoe bạn bè nữa, xong rồi thì bây giờ là mình có thể tự tin cười thoải mái rồi.
Thực sự thì sau khi mà kết quả như thế này thì mình mong muốn là các bạn nào mà có ý định niềng răng và cảm thấy răng của mình hơi lệch hoặc là cảm thấy tự ti vì nụ cười của mình thì các bạn nên đi niềng. Bởi vì là như mình thì mình cực kỳ là hài lòng với kết quả sau khi niềng và tự tin hẳn 100% luôn. Cho nên là mình mong là các bạn nếu như các bạn có ý định thì các bạn hãy nên đi niềng răng. Thật sự là không có gì hơn ngoài việc là thật sự rất là cảm ơn đội ngũ bác sĩ và kể cả các bạn nhân viên ở đây để các bạn và các bác sĩ đã cố gắng tạo điều kiện cho mình hết mức và thậm chí kể cả khi là cổ vũ về tinh thần, bởi vì có những lúc mà những lúc mà mình hơi đau ấy và các bạn bác sĩ cũng có cổ vũ về tinh thần nữa, cho nên là mình trân trọng thật sự là rất là cảm ơn đội ngũ bác sĩ và các bạn nhân viên ở đây rất là nhiều. Là Việt Intech dẫn đầu chất lượng điều trị.